Cái nạ mà mình đang đắp ấy là của hãng Dr. Morita, đây này, cái hãng mặt nạ của Đài Loan. Hãng này khá là nổi tiếng bởi vì kiểu chiết xuất từ thiên nhiên ấy, giá thành cũng ổn, mà quan trọng nhất là đắp thích. Tên là Treatment and Brighten, giữ ngầm, làm sáng và rất là tốt cho cái quá trình điều trị mụn, dành cho những các bạn nào mà da hơi nhạy cảm một chút. Thành phần của em này là có tea tree, tràm trà, niacinamide. Nói chung là cái chất này ý, thì nó sẽ dưỡng sáng và bảo vệ da cho mình. Còn tràm trà thì tất nhiên là nó sẽ có công dụng rất là tốt cho cái việc điều trị mụn. Còn cái loại này thì mình hay dùng hơn này, cái loại này mình đắp nhiều hơn ở nhà. Thành phần của em này thì cũng khá là giống với lại kem bên này, kem mà mình đang dùng ấy. Salicylic acid này ấy, nó sẽ làm kháng khuẩn và tẩy tế bào chết nhẹ ở trên da, thiên về cho những cái bạn nào mà da mụn và nhạy cảm. Còn bạn nào mà da mụn thôi mà đỡ nhạy cảm hơn thì các bạn dùng cái này được. Nói chung là hai cái này thì đều thiên về dòng nhạy cảm với lại kiểu dễ đắp.